Tập 3. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần cảm ơn. Tôi cứu cô là vì muốn giết Chu Khải Văn. Xin lỗi anh. Tôi cũng không ngờ chuyện trở nên như thế này. Đây là em gái anh sao? Tôi có thể thắp cho cô ấy nén nhang không? Xin mời. Ông chủ, thiếu tá Cận tới rồi. Bác sĩ Trần, tôi đến đón cô về bệnh viện. Rốt cuộc mấy anh có ý gì? Cùng Bằng nếu đã muốn truy sát cô, nhất định hắn sẽ truy sát tới cùng. Tôi muốn bảo vệ cô bằng quân phương. Đây là cách an toàn nhất rồi. Đúng rồi. Đây là Phó Quan Bạch, là người tôi điều tới từ đội cảnh vệ. Bạch Phó Quan, bây giờ cậu làm thị vệ thân cận của bác sĩ Trần. Phải dùng tính mạng của cậu để bảo vệ cô ấy. Dân. Bác sĩ Trần. Xin mời. Phương Phương. Em yên tâm. Anh nhất định không tha cho bọn chúng. Anh có biết làm sao mà Chu Khải Văn làm hắn gian không? Người Nhật này chắc cô biết chứ. Ông ta là thầy giáo của cô và Chu Khải Văn, tên là Kitano Tamaki. Nhưng có điều cô không biết, khi Chu Khải Văn du học ở Nhật Bản, là một tay Kitano đưa hắn vào con đường hắn gian. Thân phận của Kitano Tamaki là người phụ trách thế lực Ngụy Nhật cao nhất ở Tô Châu. Ông chủ, hai hôm nay anh vất vả rồi, dạ dày không được tốt. Đây là canh tôi nấu cho anh. Cảm ơn cô. Tôi vẫn quên hỏi cô, sao cô lại gia nhập đảng Cộng sản? Anh còn nhớ 5 năm trước, lần mà anh cùng tướng quân Thái Đình Khải tấn công bọn Nhật mà bị thương ở Thượng Hải không? Sao cô biết? Người băng bó cho anh hôm đó là em. Sao tôi lại không nhớ? Bởi vì bị hôn mê, chắc chắn không nhớ được. Sau đó, anh cùng Lộ Quân số 19 bị điều đến Giang Tây Phúc Kiến để tiêu diệt đảng Cộng sản. Giống dĩ có thể thăng hai cấp, nhưng anh thả hai thành viên đảng Cộng sản bị bắt, bị xử theo quân pháp, bị ép phải rời đội ngũ. Tôi nhớ hai người Cộng sản kia mà tôi thả đều là đàn ông, không có cô. Đúng là không có em, nhưng có một vị bác sĩ họ Từ. Bác sĩ Từ. Tôi nhớ ông ấy biết châm cứu, xoa bóp, trị vết thương rất thành thạo. Loạn trong giặc ngoài, người mình tự đánh người mình, thật sự là sự bất hạnh của dân tộc. Là ông ấy nói với tôi câu đó. Cũng chính vì câu nói đó mà tôi cảm động. Thế nào? Bác sĩ Từ muốn gặp anh. Ông ấy đang ở đâu? Bây giờ ông ấy đang mở một phòng khám ở Tô Châu. Ông chủ, em vẫn luôn đợi ngày này, đợi đến ngày chúng ta kề vai chiến đấu. Rau tươi đây, vô xem đi. Mì dằn thắng đây. Chọn cho ông hai củ tươi nha. Xem đi, vào xem đi. Ông lấy cho tôi ít rau tươi, nhìn cũng ngon đấy. Ông chủ thiếu, đến rồi.
Hồ An. Xin chào. Cậu chủ thiếu, tôi vẫn đợi cậu đến đây. Nào, mời vào trong. Bác sĩ Từ sao cứ phải để hắn đến đây? Hồ An, tâm trạng của anh chúng tôi hiểu. Cái chết của Hồ Tâm đúng là chúng ta đều rất đau lòng. Nhưng tôi tin Hồ Tâm sẽ không hy sinh uổng phí. Tôi đi theo ông chủ thiếu 3 năm rồi. Con người anh ta thế nào tôi hiểu rất rõ. Tôi biết anh ta là người thế nào. Giống như bác sĩ Từ tin tưởng anh ta. Tôi hiểu ý của cô. Tôi sẽ thử thay đổi cách nhìn của tôi đối với anh ta. Cậu chủ Phương, tạm biệt ở Phúc Kiến. Trường Thịnh sắp 4 năm rồi, lại gặp mặt rồi. Tôi còn nhớ ông còn có một người đồng đội là tay súng giỏi họ Đồng. Các cậu đúng là người tài. Con người của hắn cả đời chưa từng khâm phục cách bắn súng của người khác. Cậu là người đầu tiên hắn khâm phục. Phương tiên sinh, lúc đầu nếu không gặp được cậu, e rằng tôi và lão Đồng đến bây giờ đã là nắm đất vàng rồi. Lần này tôi qua đây là muốn cảm ơn. Thật sự ngại quá. Vì cứu tôi, các ông còn hy sinh một đồng chí. Bác sĩ Từ, tôi hiểu ý của ông. Nhưng Phương Mổ rút khỏi đội lâu rồi, tự do quen rồi, cũng chưa từng muốn gia nhập bất cứ tổ chức nào. Có điều ông yên tâm, tôi sẽ không để lộ thân phận của các ông. Nhân phẩm của cậu đương nhiên tôi không nghi ngờ. Phương tiên sinh, chất phát thẳng thắn, vậy mạn phép cho tôi nói thẳng. Đây cũng là lý do tại sao tôi cứ nhân dịp này bảo Dư Hà để lộ thân phận cho cậu biết. Hiện nay chúng tôi đang gặp phải một việc khó giải quyết, vẫn mong Phương tiên sinh đắc lực hợp tác. Được, tôi nợ các ông một mạng. Nói đi. Chúng tôi mới nhận được tin tức, người phụ trách tối cao của Nhật Ngụy đang ở Tô Châu. Kitano Tamaki sắp đến Tô Châu. Người này am hiểu Trung Quốc. Năm đó chính hắn chiêu mộ quy mô lớn du học sinh Trung Quốc tại Nhật Bản. Bằng cách tẩy não thành công, bồi dưỡng nên một đám hán gian nguy hiểm. Ý của ông là Chu Khải Văn và Cung Bằng đều là học sinh của Kitano. Nói như vậy, Kitano mới là kẻ đầu sỏ đứng phía sau gây nên bao nhiêu hành động xấu xa. Nếu như Kitano tới Tô Châu, Vũ Bằng là học sinh, chắc chắn sẽ đi đón thầy giáo của mình. Bác sĩ Từ, tôi tham gia vào hành động lần này. Tốt quá. Cô ở đây sao? Ông chủ thiếu, cảm ơn anh. Là tôi nên cảm ơn cô, thay tôi tìm được cơ hội báo thù. Thật ra em vẫn luôn mong đợi chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Cũng hy vọng có ngày chúng ta có thể có cùng tín ngưỡng. Dư Hà, tôi không quan tâm em thuộc tổ chức nào. 3 năm nay tôi chỉ biết cô là người bên cạnh tôi. Tôi không hy vọng người bên cạnh tôi xảy ra bất cứ nguy hiểm nào. Bảo vệ bản thân cho tốt. Hôm nay là ngày mà mình vui nhất. Mặc dù Phương Nguyên không đồng ý gia nhập tổ chức, nhưng muốn liên thủ hành động với chúng tôi. Tôi biết từ ngày hôm nay tôi sẽ đồng sinh cộng tử với người đàn ông này. Đại tiểu thư sắp kết hôn rồi nhưng lại không thành. Khải công tử chết thẳng cẳng về Tây Thiên. Ông trời, ngài thật có mắt, giúp tôi báo thù nhà họ Trần. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư,
Lời tôi vừa nói là do say rượu. Tiểu thư coi như không hề nghe thấy được không? Nhưng tôi nghe thấy rồi. Cốc Đa, cậu ý định đen tối. Cậu muốn hại nhà họ Trần. Không phải Tam tiểu thư giống tiểu nhân sao? Cũng mong nhìn thấy nhà họ Trần đen đuổi. Cậu là cái thá gì mà dám đánh đồng với bổn tiểu thư ta? Tam tiểu thư, tôi là hạ nhân. Nhưng Tam tiểu thư cũng là người ngoài. Chúng ta không ai mang họ Trần. Sống chết của người nhà họ Trần liên quan đến chúng ta không? Cậu to gan lắm. Cậu không sợ tôi nói những lời này của cậu cho cô chú biết sao? Tam tiểu thư thật biết giả vờ. Nhưng Tam tiểu thư, cô chưa từng giả vờ giống thật. Tam tiểu thư, cô ở nhà họ Trần nhiều năm như vậy, vẫn luôn đố kỵ đại tiểu thư và nhị tiểu thư, đố kỵ đến nỗi biến thành thù hận. Không phải cậu cũng giả vờ sao? Đúng, tôi giả vờ. Tôi vừa nhẫn vừa nhịn. Tôi đã nhẫn nhịn mười mấy năm rồi, Tam tiểu thư. Tôi thề với trời, tôi nhất định sẽ làm loạn nhà họ Trần, thay mẹ tôi báo thù. Tam tiểu thư, trước mắt có một cơ hội có thể đâm nhà họ Trần một đao. Cô có muốn xem náo nhiệt không? Náo nhiệt gì? Tôi biết ngay Tam tiểu thư hứng thú mà. Xin mời. Tam tiểu thư, cô xem, đây là ai? Người đến đây ám sát đại tiểu thư, sao cậu biết điều đó? Trên người hắn mang theo súng, chắc chắn tưởng đại tiểu thư là hắn giang. Đại tiểu thư không thể nào là hắn giang. Không cần quan tâm cô ta là gì, chết là được rồi. Người anh em, tỉnh lại, tỉnh lại đi. Tôi thật sự không uống nổi nữa rồi. Cậu nhanh thả tôi ra đi. Mau thả tôi ra. Được được được, tôi sẽ thả cậu. Thả cậu đi, không cần phải lo. Mau lên, cởi trói cho tôi. Người anh em, nào, trả cậu xuống đây. Súng, súng ở đâu vậy? Súng của cậu, cậu quên rồi sao? Súng của tôi. Đúng đúng, là súng của tôi. Người anh em, có phải cậu muốn tới nhà họ Trần không? Đúng vậy, tôi muốn đến nhà họ Trần. Nhà họ Trần không phải là nơi dễ vào. Có điều người anh em, cậu không cần lo. Chúng tôi có cách để Tam tiểu thư dẫn đường cho cậu. Tam tiểu thư có thể đưa tôi vào nhà họ Trần sao? Đúng đó, Tam tiểu thư dẫn đường cho cậu thì cậu có thể vào nhà họ Trần rồi. Cốc Đa, cậu là cái thái gì? Bổn tiểu thư làm sao phải dẫn đường cho hắn chứ? Nếu như Tam tiểu thư không muốn thì cầm súng nhắm về phía cô ta, thì cô ta sẽ đồng ý ngay. Cốc Đa, cậu có phải đàn ông không? Vừa nãy còn nói cùng một đôi với tôi, bây giờ muốn hại tôi. Trong súng của hắn không có đạn, có bắn vào đầu cô được không? Người anh em, Tam tiểu thư giả vờ rất giỏi, nhưng trong lòng rất hận đại tiểu thư, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho nên cậu coi như là làm việc thay cho Tam tiểu thư, giết chết đại tiểu thư. Không không, không phải, không phải. Tôi không đến đây để giết người, các người hiểu lầm rồi. Tôi cũng không tới tìm đại tiểu thư, tôi đến tìm nhị tiểu thư. Tôi thích nghe nhị tiểu thư hát bình đàn. Tôi phí lời với cậu cả nửa ngày, hóa ra cậu dám lừa tôi. Xem ra không cho cậu bài học, cậu sẽ không chịu nói ra sự thật. Qua đây, cứu mạng, cứu mạng. Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, cứu mạng. Xem ra cậu chưa uống đủ. Bỏ tôi ra, đi hay không? Không đi, không đi, cứu mạng, đi hay không? Cứu mạng. Cốc Đa, cậu làm gì thế? Nhị tiểu thư, mau đến đây xem.
Tôi bắt được một tên trộm. Tôi không phải là trộm. Tôi đến để nghe nhị tiểu thư hát bình đàn. Nhị tiểu thư, cô đừng tin lời hắn. Hắn chính là một tên trộm. Bỏ hắn ra đi. Nhị tiểu thư, hắn thật sự là kẻ trộm. Không tin cô hỏi Tam tiểu thư đi. Hỏi tôi làm gì? Tôi không biết gì hết. Nhị tiểu thư, tôi không phải là trộm. Tôi chỉ vì thích nghe cô hát bình đàn. Tôi thật sự không phải kẻ trộm. Họ đổ oan cho tôi. Tôi không trộm cái gì cả. Nhị tiểu thư, cô đừng tin lời hắn. Nhị tiểu thư, lần này tôi tới vốn dĩ muốn tặng hoa cô, nhưng quá vội vàng. Lần sau tôi nhất định bổ sung. Nhất định bổ sung. Nhưng tôi không phải kẻ trộm. Cô phải tin tôi. Cậu cũng xứng tặng hoa nhị tiểu thư sao? Xem ra không đưa cậu tới cục cảnh sát, cậu không chịu nói sự thật chứ gì? Cốc đa bỏ ra. Tôi tin hắn không phải người xấu. Tôi nghe lời nhị tiểu thư. Coi như ngươi may mắn. Đừng sợ, mau về đi. Nếu không người trong nhà sẽ lo lắng đó. Cảm ơn cô nhị tiểu thư. Lần sau có cơ hội tôi lại tới thăm cô. Mật điện của sư bộ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái tên Kitano xảo quyệt này, sư bộ không điều tra được thời gian cụ thể ông ta đến Tô Châu. Chúng ta không có cách quyết định hành động. Đi theo tôi. Cầu xin cô. Cầu xin cô cho tôi. Cho tôi dùng ít thuốc giảm đau đi. Tôi sắp bị giày vò chết rồi. Nói gì rồi? Hắn nói muốn thuốc giảm đau. Hắn không chịu nổi nữa. Tên này, không phải mày mình đồng da sắc sao? Bác sĩ Trần, vất vả rồi. Tôi hỏi anh, Kitano Tamaki lúc nào tới Tô Châu? Không biết. Không biết. Chỉ cần anh cho tôi biết, tôi sẽ cho anh dùng thuốc tốt nhất. Thuốc tê ngăn chảy máu. Anh muốn cái gì, tôi cho anh cái đó. Chỉ cần anh cho hắn biết, hắn sẽ cho anh thuốc tốt nhất. Thuốc tê cầm máu cho anh. Anh muốn cái gì, thì hắn cho anh cái đó. Nói đi. Nói mau. Hôm nay. Thời gian. Mấy giờ? 1 giờ chiều. 1 giờ chiều. Vẫn còn 4 tiếng. Địa điểm. Nói mau. Địa điểm ở đâu? Địa điểm chỗ nào? Nói mau. Quán trọ Quy Lai. Quán trọ Quy Lai. Bạch Phó Quan, chuẩn bị xe, đến sư bộ điều người với tôi. Cho hắn dùng thuốc tốt nhất. Đợi tôi quay về tiếp tục phỏng vấn. Đi. Chuẩn bị phẫu thuật, mau lên. Được, mau. Mau lên, mau. Khiêng người bị thương lên, mau lên. Vào phòng phẫu thuật, mau. Mau lên. Chú ý dưới chân. Theo tôi. Nửa đường. Đợi chút. Vũ Bằng hôn mê vào viện rồi. Bạch Phó Quan, cậu đến sư bộ báo cáo trước. Rõ. Ông chủ thiếu, chúng ta đi.
Y tá! Y tá! Y tá trưởng! Mau lên! Cứu người bị thương! Mau lên! Đến đây! Những nhìn một chút! Đứng lại! Các người là ai? Tôi là bác sĩ. Tôi phải lên làm phẫu thuật. Đây là khu vực bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng. Không được lên. Lục soát. Báo cáo. Ở đây có phát hiện. Vừa mới đi. Theo tôi. Đợi chút. Không đúng. Đây không phải lính của tôi. Hôm nay nhất định bắt được ta Keo. Nếu như gặp cản trở, giết không cần hỏi. Rõ. Hành động. Mau, đuổi theo người bị thương. Đi mau. Kéo. Ra ngoài. Cho dù có chuyện gì, đợi tôi phẫu thuật xong rồi nói. Học trò cũ. Tôi hỏi cô một vấn đề. Ta kêu trước khi chết đã nói gì với cô? Chưa nói gì hết. Vậy xem ra tôi chỉ đành nói với cô. Tạm biệt. Báo cáo. Bên ngoài không trấn thủ nổi nữa. Biết rồi. Đại tiểu thư, xem ra cô phải tiễn tôi một đoạn rồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Các người nhìn cho rõ. Đây là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Cô Phương. Đại tiểu thư của Trần gia, Trần Như Ca. Ai dám nổ súng, tôi bắn chết cô ta. Bỏ hết súng xuống. Bỏ xuống. Đại tiểu thư, xem ra danh tiếng của cô có tác dụng đấy. Đi. Đi.
mau, đuổi theo. Đại tiểu thư, thế nào rồi? Không sao chứ? Tôi không sao. Tên tình báo kia bị Vũ Bằng giết chết rồi. Tôi hiểu rồi. Tại sao Vũ Bằng hôm nay lại tới bệnh viện? Hắn muốn tạo ra hỗn loạn, để tên Kitano dễ dàng vào thành. Xem ra tên Takeo kia thật sự không lừa chúng ta. Tên Kitano hôm nay đến Tô Châu, anh cũng biết Kitano là thầy giáo của Vũ Bằng. Tô Châu loạn lạc như vậy, hắn chính là chủ mưu đứng đằng sau. Tôi cũng đang tìm ông ta. Kitano 1 giờ tới. Bây giờ là 12 giờ 10 phút rồi. Đi mau. Cậu đưa người qua đó trước đi. Một mình tôi qua đó là được. Được, cẩn thận nhé. Được, lái xe đi. Mau, mau. Mau lên. Thiếu tá, giờ này chắc tên Kitano đã tới rồi. Bao dây chỗ này cho tôi. Cho dù Kitano có một cánh cũng không để hắn bay mất. Rõ, mấy người theo tôi. Mấy cậu canh chừng chỗ này. Những người còn lại theo tôi. Đứng nghiêm. Xếp hàng kiểm tra. Mấy cậu lên lầu, lục soát cho kỹ. Mỗi phòng mỗi người, mỗi ngõ ngách cho tôi. Rõ. Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận. Xin lỗi, cẩn thận chút. Báo cáo trưởng quan, chúng tôi đã lục soát từng phòng, không phát hiện kẻ nào khả nghi. Báo cáo trưởng quan, phát hiện hai cổ thi thể. Xin lỗi. Xem ra chuyện lớn đó là chuyện lớn. Nửa ngày rồi không ra ngoài. Đúng đó, vẫn chưa bắt được. Hay là ở trong này? Không có ai nói, ai biết được. Tôi đoán là không hề đơn giản. Tới bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Bao lâu rồi? Lâu vậy rồi. Cũng không có động tĩnh gì. Ra rồi. Kitano, ông đứng lại. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Làm gì thế? Chết rồi. Cậu vòng qua bên kia. Tôi đối phó bên này. Được, đi đi, mau lên. Cẩn thận. Đứng lại. Chết người rồi, chạy mau.
Thiếu tá, không sao chứ? Không sao. Bảo vệ chỗ này cho tôi, nhất định phải bắt được tên bắn tỉa. Rõ. Mấy người theo tôi. Rõ. Đưa đi. Túi thơm đây. Túi thơm đẹp đây. Xem chút đi. Cái này không thơm, đổi cái khác đi. Nào, xem túi thơm đi. Tránh ra đi. Túi thơm đẹp đây. Giết người rồi, chạy mau, chạy mau. Kitano, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Chú. Khải Lập Văn, tên khốn kiếp, thầy vẫn đang đợi chúng ta ở chỗ cũ.
xem thân phận của học trò cũ, hoặc là cô làm tôi chết đi, hoặc lấy đạn ra giúp tôi. Quân bộ xác nhận Kitano chưa chết. Nếu như ứng cứu không thành, thì tôi sẽ giết ông đấy. Tôi có một cách. Để tiếp cận Kitano Tamaki, tôi phải đi rồi. Lập tức đi chiến trường. Lập Văn, anh về khi nào thế? Vũ Bằng chết rồi, cô ấy đang điều tra nguyên nhân. Tô Châu, 15 km, cầu Quang, 35 độ phía Tây. Ý của anh là sân khấu có liên quan tới Kitano. Sự xuất hiện của Kitano vốn dĩ là bố cục của quân Nhật Ngụy ở Tô Châu. Cô không hợp tác với Kitano, rất có thể hắn sẽ ám sát cô. Nếu như mìn này nổ, động cái sẽ nổ ngay. Phương Nguyên! Phương Nguyên! Phương Nguyên! Phương Nguyên!